hủy bỏ chính sách tệ hại. Trích từ sách Hoàng Minh Thông Giám, chú giải của soạn giả. Trong khoảng niên hiệu Tuyên Đức Triều Minh. Niên hiệu Tuyên Đức là thời Hoàng đế Minh Tuyên Tông, kéo dài từ năm 1425 đến năm 1435. Triều đình thường sai thái giám đưa người sang phương Tây tìm châu báu, tiêu tốn tiền bạc nhiều vô kể, lại khiến cho vô số người phải bỏ mạng trên đường. Đến thời vua Anh Tông, niên hiệu Thiên Thuận. Niên hiệu Thiên Thuận kéo dài từ năm 1457 đến năm 1464. Có người tâu lên xin vua lập lại. Hoàng đế liền hạ lệnh cho binh bộ thượng thư là Hàng Trung tìm lại quyển sách ghi việc ấy để thực hiện. Bấy giờ Lưu Đại Hạ đang giữ chức lang trung, liền lẻn vào thư khố trước giấu sách đi. Các quan lại đến sau không tìm được gì, việc ấy cuối cùng phải bãi bỏ. Về sau, thượng thư Hạng Trung đem việc sách bị mất ra kiện trách các quan thuộc cấp. Lưu Đại Hạ liền cười mà nói rằng: ấy là chính sách tệ hại, ví như sách ấy hiện còn cũng nên hủy đi để trừ bỏ cho tận gốc, huống chi lại còn truy hỏi sách còn hay mất để làm gì. Hạng Trung nghe nói hoảng sợ, tạ lỗi rồi nói rằng: âm đức của ông quả là cảm động thấu trời, chức quan của tôi nên thuộc về ông mới đúng. Quả nhiên về sau Lưu Đại Hạ làm đến chức quan Thái Bảo Đại Tư Mã, con cháu nhiều đời sau cũng đều được vinh hiển phú quý. Lời bàn: cứ theo như việc làm của Lưu Đại Hạ mà suy rộng ra cho đầy đủ, thì những sách vở thế gian có hại cho người đều nên hủy đi, mà trong đó nguy hại nhất là những tiểu thuyết khiêu dâm, những sách quỷ bán Phật pháp. Thường bình ổn giá lương thực. Trích từ sách Khuyến Trừng Lục, chú giải của soạn giả. Lúc Trường Hoài Nhai làm quan tri phủ tại đất Thành Đô, một hôm nằm mộng thấy Tử Phủ Chân Quân mời đến gặp mặt. Đến nơi chưa được bao lâu, chợt nghe tiếng báo rằng có quan kiểm tế ở cửa thành phía tây đến. Liền thấy một đạo nhân chích khắc trên đầu bước vào. Tử Phủ Chân Quân dùng lễ tiếp đón người ấy hết sức cung kính. Sáng hôm sau, Trường Hoài Nhai sai người đến cửa thành phía tây, quả thật có đạo nhân tên Hoàng Kim Tế, liền mời vào gặp mặt. Quả ra rõ ràng giống hệt như người đã gặp trong mộng. Trường Hoài Nhai liền gặng hỏi đạo nhân xem bình sinh thường làm những việc thiện gì. Đạo nhân đáp rằng: tôi thật cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ mỗi năm vào mùa lúa chín đều bỏ ra 300 quan tiền mua lúa trữ lại. Đến năm sau khi còn chưa đến mùa lúa chín, dân nghèo phần đông rất khó kiếm đủ miếng ăn, tôi liền bán số lúa ấy ra vẫn nguyên giá cũ. Như vậy phần tôi cũng chẳng mất mát gì, mà đối với dân nghèo lại được cứu giúp qua cơn nguy cấp. Tôi chỉ làm được mỗi một việc như thế mà thôi. Trường Hoài Nhai nghe xong hết sức cảm phục tán thán, sai người thỉnh đạo nhân ngồi lên tòa cao rồi tự mình cung kính thi lễ. Lời bàn: việc giữ bình ổn giá lương thực như thế nơi nào cũng có thể làm theo, chỉ cần một nơi dân chúng được hưởng ân huệ, bốn phương đều nên noi theo đó mà làm. Làm thiện tích phước. Giảng rộng: những gì người thế tục tích lũy được, có những thứ người khác có thể cướp đoạt mà bản thân mình không thể mang theo khi chết, lại có những thứ người khác không thể cướp đoạt nhưng bản thân mình cũng không thể mang theo khi chết, lại có những thứ mà mình có thể mang theo khi chết nhưng người khác không thể cướp đoạt. Vàng bạc châu báu, nhà cửa ruộng vườn, đó là những thứ người khác có thể cướp đoạt mà ta không thể mang theo khi chết. Học thức uyên bác, tài năng xuất chúng, đó là những thứ người khác không thể cướp đoạt nhưng ta cũng không thể mang theo khi chết. Còn nói về những thứ mà ta có thể mang theo khi chết nhưng người khác lại không thể cướp đoạt, thì không gì khác hơn chính là những việc thiện đã làm, phước đức đã tạo. Làm thiện đạt đến mức cao nhất thì có thể giúp cho tổ tiên bảy đời đều được siêu thăng, thần thánh đều ủng hộ. Tích phước đến mức cao nhất thì có thể khiến cho các nàng lửa cháy nước trôi đều không làm hại đến. Làm việc thiện chính là nền tảng của sự tu phước, mà phước đức có được là chính là sự cảm ứng từ việc làm thiện. Nếu chỉ tu phước mà không tu trí huệ, mỗi khi hưởng phước là nhân đó mà tạo thêm nghiệp xấu. Nếu chỉ tu trí huệ mà không tu phước, e rằng đời sau phước mỏng, cuộc sống phải chịu nhiều khó khăn thiếu thốn. Xưa vào thời Phật Ca Diếp tại thế, có hai anh em nhà kia đều xuất gia làm sa môn. Người anh trì giới tham thiền, hết lòng cầu đạo nhưng không tu hành bố thí, người em lại siêng tu phước nhưng thường phạm vào giới luật. Về sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật,
người anh chứng đắc quả vị A-la-hán, nhưng vì chưa từng tu phước nên thường đói thiếu, ăn chẳng được no. Người em do thường phạm giới nên phải sinh làm con voi. Tuy nhiên do đời trước thường tu phước nên tuy sinh vào loài súc sinh lại được đức vua yêu thích, thường cho mang trên thân đầy những thứ vòng ngọc châu báu, lại ban cho thực ấp đến trăm hộ, thức ăn thường dư dật. Cho nên nói rằng tu phước không tu huệ, thân voi mang chuỗi ngọc, tu huệ không tu phước, la hán thường đói thiếu. Chỉ duy nhất Đức Phật được tôn xưng là bậc Lưỡng Túc Tôn, ấy là vì cả hai mặt phước huệ của Ngài đều đầy đủ. Trưng dẫn sự tích, tạo lập nhiều ruộng nhân nghĩa. Trích từ sách Ý Hành Lục, chú giải của soạn giả. Vào đời nhà Minh, ở huyện Hoa Đình, có người tên là Cố Chánh Tâm, tên tự là Trọng Tu. Cha ông là Cố Trung Lập, đàm quan tham nghị ở Quảng Tây. Chánh Tâm thích làm việc thiện, thường quyên góp đến số 104.700 lượng bạc, mua ruộng đến 40.800 mẫu, dùng vào việc giúp đỡ người khác, gọi là nghĩa điền. Những ruộng ấy nằm phân tán trong hai huyện Hoa Đình và Thanh Phú. Lợi tức thu hoạch được đều dùng để cung cấp các khoản sưu dịch thuế má cho nhà nông gặp khó khăn, giúp họ không rơi vào cảnh khốn cùng. Một năm nọ, vào khoảng gần cuối năm, có quan tuần tra đến phủ Tùng Giang, hạ lệnh nghiêm cấm người dân vào lúc giao thừa không được nhóm lửa đốt pháo. Có người dân trong phố vi phạm lệnh cấm, quan sai người đến bắt, lại bắt nhầm Cố Chánh Tâm giam vào ngục. Nhân đó, ông gặp được những tù nhân bị rách rưới, rét lạnh, liền cấp phát quần áo cho. Gặp những người đói khát, liền cấp phát cơm gạo. Những người phạm tội có thể chuộc ra bằng tiền, liền xin nộp tiền thay cho họ, khiến cho trong nhà ngục được cứu ra hết, gần như trống rỗng. Chánh Tâm lại còn giúp tiền tu sửa lại nhà ngục. Ông thường thi ân cho rất nhiều người, dù biết họ không có khả năng báo đáp. Sau khi ông chết, các quan địa phương đem những việc làm tốt đẹp ấy báo lên triều đình. Hoàng đế ban chỉ hết lời khen ngợi, cho được đưa vào thờ tự chung giữa các bậc tiền nhân hiền đức của địa phương. Lời bàn: đời nhà Tống, Phạm Trọng Im mua ruộng để sử dụng qua lời thu hoạch vào việc giúp đỡ người trong họ Phạm, gọi là nghĩa điền, để lại tiếng thơm muôn đời. Nhưng nghĩa điền của họ Phạm chỉ giúp đỡ cho người cùng họ Phạm, không giúp được đến những người khác. Ruộng ấy cũng chỉ khoảng trăm mẫu, không nhiều đến số hơn 40.000. Việc làm cao đẹp của Cố Chánh Tâm vượt xa người đi trước, thật hết sức phi thường. Cứ theo như phước báo của việc làm ấy mà xét, thì hiện nay nhất định ông đang thọ sinh nơi cung trời lục dục, bay lượn tự tại giữa không trung, thọ hưởng an lạc vô cùng tận. Một mình đảm nhận việc nghĩa. Vào đời nhà Minh, tại Hồ Châu, thuộc tỉnh Triết Giang, có người tên Từ Nhữ Quy, nhà giàu có, thích làm việc bố thí giúp người. Bấy giờ có ngôi chùa ở Hàng Châu tổ chức giới đàn, phí tổn rất lớn. Quan viên cả hai Ti Bố Chánh và Án Sát cùng họp lại, kêu gọi các nhà hào phú ở địa phương phát tâm đóng góp. Từ Nhữ Quy tự nguyện xin được một mình lo liệu tất cả. Vị hiến trưởng là Dương Kế Tông gặng hỏi vì sao ông làm như vậy. Từ Nhữ Quy đáp: người ta giàu có tích lũy được sản nghiệp, nếu có đứa con hư hỏng, ắt rồi tất cả cũng sẽ về tay người khác. Sao bằng đem dùng vào việc tốt đẹp, việc trội này, đời sau sẽ mãi mãi được thọ hưởng phước báo. Huống chi tiền tài là đầu mối tụ tập quán thù, còn tôi không có tiền tài thì không phải nhận lãnh quán thù, hẳn sẽ được người thương yêu. Nhữ Quy hiến cúng 1.000 nén bạc. Quan chức hai Ti Bố Chánh và Án Sát đều ngợi khen sự sáng suốt hào phóng của ông. Đặc biệt thiết đặt chỗ ngồi danh dự nơi hậu đường mời ông đến. Tất cả quan thuộc đồng liêu cùng tụ họp chiêu đãi, lại kính tặng ông một bức trướng lụa và đưa tiễn về đến tận nhà. Ai nghe đến việc này cũng đều kính phục ngưỡng mộ. Lời bàn: kinh Đại Bảo Tích dạy rằng, nếu ta không bỏ được tiền tài cũng sẽ bỏ ta. Nay ta nên xả bỏ tiền tài giả tạm, nên tạo tác tài bảo bền vững. Trích từ kinh Đại Bảo Tích thuộc Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tập 11, kinh số 310, tổng cộng 120 quyển, do Ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch vào đời Đường. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 16, trang 475, tờ C của quyển 82. Từ Dữ Quy làm như thế chính là đã tạo tác tài bảo bền vững. Bố thí không mệt mỏi. Vào cuối đời nhà Minh, dùng Triết Giang, có người họ Sử thích làm việc thiện, thường bố thí giúp người, lại rất quan hỷ tổ chức trai tăng cúng dường. Bấy giờ có vị tăng hiệu là Đại Thành, thường xuống núi quá duyên rồi mang về chùa cúng dường chúng tăng. Đường về chùa đi ngang qua nhà họ Sử,
hôm nào thấy hòa thượng quay về cơm không đầy bát, sử vương lập tức vào nhà lấy cơm thêm vào cho đầy. Cứ như vậy trải qua nhiều năm, chưa bao giờ sinh lòng chán nản mỏi mệt. Ngày kia giờ của sử quân sắp đến ngày sinh nở, bỗng thấy hòa thượng đại thành đến nhà, xăm xăm đi thẳng vào phòng phu nhân. Mọi người nhìn thấy đều lấy làm kinh dị, vội đuổi theo vào thì không tìm thấy gì cả. Sau đó phu nhân hạ sinh một bé trai. Sử quân cấp tốc sai người lên chùa dò hỏi về hòa thượng đại thành. Mới hay trong cùng ngày hôm đó ngài đã viên tịch. Sử quân nhân đó liền đặt tên cho con trai là Sử Đại Thành. Đứa bé hết sức thông minh, từ lúc ở trong thai đã khiến người mẹ chỉ ăn toàn thức ăn chay lạc. Khi trưởng thành, văn chương ngày càng trác tuyệt phi thường, đến khoảng niên hiệu Thuận Trị. Niên hiệu Thuận Trị của nhà Thanh bắt đầu từ năm 1644 đến năm 1661. Thì thi đỗ Trạng Nguyên. Lời bàn: chỉ biết làm việc thiện mà không tin Phật Pháp, cách tu phước như vậy, bậc thức giả xem là đầu mối quan nghiệp của đời thứ ba. Vì sao vậy? Vì nhân việc làm thiện đó, trong hai đời được hưởng phước báo, ắt không tránh khỏi tạo ra nhiều tội nghiệp. Đến đời thứ ba, hẳn phải nhận lãnh nghiệp báo khổ đau. Sử quân vốn là người trong Phật Pháp, nên tuy được hưởng phú quý vinh hoa, vẫn không vì thế mà đắm say mê muội. Chính trực thay trời hành đạo dạy người. Giảng rộng, nói chính tức là không có gì tà dại, sai trái. Nói trực tức không có gì yểm khúc, quanh co, tránh né. Cho nên chính trực là chuẩn tắc của đạo trời. Người tầm thường mà có thể hành sự chính trực, đó chính là thuận theo lòng trời mà dạy dỗ người khác, đâu cần phải là kẻ ngồi ở ngôi cao soi xuống muôn dân. Nếu muốn thay trời hành đạo, không cần phải là kẻ nắm quyền cai trị hoặc có nhiều thế lực, vì dẫu muốn cũng không thể có được. Thay trời hành đạo dạy người chính là thuận theo trời đất mà cải hóa vạn vật, cùng dựa vào với trời đất mà thành một trong ba thành tố của vũ trụ: thiên, địa, nhân. Muốn vậy thì trước hết phải chú tâm nỗ lực ở một chữ hành. Trong chữ hành đó tất nhiên đã bao hàm hết thảy những việc kinh doanh, trù tính, kế hoạch, tùy thời mà biết sắp xếp, ứng dụng cho thích hợp. Bình tâm xét kỹ ý nghĩa của câu tiếp theo bên dưới: mở rộng lòng từ, vì nước cứu dân, thì đó cũng chính thật là thay trời hành đạo dạy người. Nhưng là có vẻ như chỉ muốn nói riêng với hàng quan gia, khanh tướng đang giữ chức quyền. Những người khi sống thông minh chính trực, sau khi chết ắt sẽ là bậc thần linh. Lý lẽ ấy đối với thế gian là chắc chắn. Lại nói theo thế tục thì đó gọi là siêu thăng. Nhưng dùng sự thấu hiểu sáng suốt mà quán xét thì đó chính là đọa lạc. Ấy là vì người thế tục chỉ biết đời thứ hai mà không biết được đến đời thứ ba sau đó. Một khi đã là thần linh, tức phải thọ hưởng những phẩm vật cúng tế, mà phần nhiều là do người đời sát sinh hại vật mà dâng cúng. Đã thọ hưởng những thứ ấy, ắt đời sau không tránh khỏi đọa vào các cảnh giới địa ngục, súc sinh. Chỉ là nghiệp đến ngay trong khoảng chớp mắt mà thôi. Cho nên, trong lúc thay trời hành đạo dạy người, phải luôn cảnh giác với mối nguy hiểm tiềm tàng là tái sinh vào cảnh giới thần linh, phải gấp rút cầu sinh, tịnh độ, xác lập rõ ràng định hướng cho đời mình. Phải thường xuyên phát khởi thệ nguyện rộng sâu, dựa vào đó mà làm kiên cố thêm nền tảng tâm đạo Bồ Đề. Có như vậy thì mới tránh được mối nguy đọa lạc vào cảnh giới xấu ác. Ngày ngày đều mong cho người khác làm được nhiều việc thiện, tích âm đức, đó là thuận lòng trời. Một lòng lo lắng, chỉ sợ người khác rơi vào lầm lạc, tạo tác những nghiệp xấu ác, đó cũng là thuận theo lòng trời. Người ngu mê chỉ nhìn thấy khoảng không gian xanh thẳm trên cao kia mà cho đó là trời, đâu biết thật có những gì trời. Như ở các cõi trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, mỗi ngày đều quan sát theo dõi những việc làm thiện ác của người thế gian. Việc thay trời hành đạo dạy người như thế đâu dễ có lúc chấm dứt được sao? Trưng dẫn sự tích, soát xét việc thiện ác. Trích từ Lập Thế A Tỳ Đàm Luận, chú giải của soạn giả. Bản luận này gọi tên đầy đủ là Phật Thuyết Lập Thế A Tỳ Đàm, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 32, kinh số 1644, tổng cộng 10 quyển, do Ngài Chân Đế dịch sang Hán ngữ vào đời Trần. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 25, trang 184, tờ A, quyển 2. Các vị đế thích thiên dương cùng nhau lên thiện pháp đường, có chư thiên cùng theo hầu chung quanh cùng kính. Vào thiện pháp đường rồi, đế thích lên ngồi trên tòa sư tử, hai bên tả hữu mỗi bên có 16 vị thiên dương cùng an tọa.
Ngoài ra tất cả chư thiên cũng đều phân theo ngôi thứ mà ngồi xuống. Có hai vị thái tử, một vị tên là Chiên Đàn, một vị tên là Tu Tỳ La. Chính là hai vị đại tướng quân của cung trời Đao Lợi, chia nhau ngồi hai bên tả hữu của 32 vị thiên dương. Bốn vị thiên dương chia nhau ngồi nơi bốn cửa. Bấy giờ bốn vị thiên dương mang những việc thiện ác của người thế gian mà tấu trình lên Đế Thích. Nếu nghe biết thế gian có nhiều người thọ trì ngũ giới. Ngũ giới hay năm giới là những giới căn bản của người cư sĩ thọ trì sau khi quy y Tam Bảo, bao gồm các giới: 1. Không giết hại, 2. Không trộm cướp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, và 5. Không uống rượu. Bát giới. Bát giới hay bát trai giới. 8 giới, bao gồm 5 giới như trên, cộng thêm 3 giới nữa là 6. Không sử dụng các loại dầu thơm, phấn sáp thoa phết lên thân thể. 7. Không xem, nghe các trò ca nhạc, múa hát. 8. Không ngồi nằm trên giường ghế cao rộng. 8 giới này thường được người cư sĩ phát nguyện thọ trì trọn vẹn trong thời gian một ngày, gọi là ngày bát quan trai. Hoặc đối đãi cung kính với cha mẹ, với các vị sa môn, các bậc sư trưởng, thực hành bố thí tu phước, Đế Thích liền hết sức hoan hỷ, biết rằng như vậy tương lai sẽ có nhiều người sinh về các cõi trời mà ít người sinh vào cảnh giới Atula. Cảnh giới Atula còn gọi là bán thần, cùng những chúng sinh ít phước hơn chư thiên, nên tuy cũng có thần thông biến hóa mà sự thọ hưởng an lạc không bằng chư thiên. Chúng sinh cảnh giới này đa phần nặng tâm sân hận, nên thường gây sự đánh nhau với chư thiên, khiến cho Đế Thích cũng bị quấy nhiễu. Vì thế, khi thấy chúng sinh làm việc thiện sinh về cõi trời nhiều hơn vào cõi Atula, thì Đế Thích vui mừng. Nếu không được như vậy, Đế Thích liền buồn rầu không vui. Vì thế, mỗi tháng vào những ngày lục trai. Lục trai, tức giữ gìn trai giới thanh tịnh mỗi tháng 6 ngày, là các ngày 8, 14, 15, 23, 29 và 30 âm lịch. Thập trai. Thập trai, giữ gìn trai giới thanh tịnh mỗi tháng 10 ngày, là các ngày mồng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Đều sai khiến các vị phi thiên thần tướng thường xuyên tuần du trong chốn nhân gian, xem xét theo dõi các việc thiện ác của người đời. Lời bàn: người thế gian cho rằng Ngọc Đế có khi giáng trần, điều đó không đúng. Dưới mắt nhìn của chư thiên thì cõi thế gian này thật vô cùng ô uế, dẫu cách xa hàng trăm do tuần cũng bốc mùi hôi thối đối với chư thiên, thật khó đến gần. Những vị tuần sát việc thiện ác chốn nhân gian chỉ riêng là những bậc quỷ thần nhiều phúc đức mà thôi. Tuy nhiên, việc thưởng điều lành, phạt điều ác luôn chính xác, không một mảy may sai lầm. Đến như những cõi trời dạ ma đau sức trở lên nữa, chư thiên đều vô cùng tôn quý, chẳng hề lưu tâm đến những việc của thế tục. Mở rộng lòng từ, vì nước cứu dân. Giảng rộng: dân là gốc của đất nước, gốc có vững thì nước mới yên, cho nên muốn cứu giúp nhân dân phải có lòng yêu nước, vì yêu nước nên phải tận trung với minh quân. Câu văn trước là nêu tổng quát để giáo huấn người đời, đến câu này là muốn răn nhắc riêng những kẻ đang nắm trong tay quyền chính. Người đời đều tôn kính gọi quan phủ là lão gia, điều đó có ý nghĩa gì? Ấy là muốn dùng cách xưng hô để nhắc nhở thức tỉnh kẻ làm quan phải đối đãi với dân như bậc cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ đối với con cái có bệnh thì lo âu, sâu dịch thuế má nặng nề, ấy là bệnh của dân. Trộm cướp côn đồ ngày càng lộng hành, ấy là bệnh của dân. Mưa nắng trái thời, mùa màng thất bát, ấy là bệnh của dân. Kẻ giàu có bất lương thẳng tay bóc lột, bọn quan chức gian xảo làm quyền hại dân, ấy là bệnh của dân. Khi dân phải gánh chịu một bệnh, kẻ làm quan phải có ngay một phương pháp cứu giúp chữa bệnh, phải hết lòng tận lực lo lắng, tìm mọi phương cách chữa dứt bệnh cho dân. Có như vậy thì trên mới không phụ lòng người đứng đầu đất nước, dưới không phụ lòng muôn dân, mà từ bản thân mình cũng chẳng luống công học hành trao dồi tri thức. Được như thế thì mở rộng lòng từ đâu có gì là khó. Trưng dẫn sự tích, tìm cách cứu dân. Trích từ sách Hoàng Minh Thông Kỷ, chú giải của soạn giả. Đời vua Tuyên Tông, triều Minh.
tức trong khoảng thời gian từ năm 1425 đến năm 1435. Quan Tùng Phủ Nam Trực là Chu Thầm, sau Thụy Hiệu Văn Tương, yêu dân như con, quản lý việc chi tiêu công thật chặt chẽ minh bạch không ai bằng. Lúc vừa mới đến nhậm chức, liền soát xét những chỗ khó khăn khổ sở của dân tình, hết sức quan tâm lo lắng về việc thuế má ở hai vùng Tô Châu và Tùng Giang quá nặng. Đến một năm được mùa, thu hoạch của dân chúng rất nhiều, ông liền xuất công quỹ mua lúa dạp, tích trữ trong kho để phòng khi cần dùng cho việc cứu tế. Niên hiệu Tuyên Đức năm thứ 8, tức là năm 1433. Và mùa đông, dân biểu xin chế định phương thức lập kho lúa cứu tế cho nông dân. Hoàng đế có lệnh chuẩn y. Ông liền cùng với các vị thái thú Tô Châu là Huấn Chung, tri phủ Tùng Giang là Triệu Dự, tri phủ Thường Châu là Mạc Ngưu, cùng nhau bàn tính, nỗ lực thực hiện. Dùng Tô Châu thu mua vào được 300.000 thạch lúa, cùng với Tùng Giang, Thường Châu cũng thu vào rất nhiều, đều chia ra tích trữ trong kho lương thực. Năm sau đó, dùng Giang Nam bị hạn hán, đa số dân đói thiếu ở Tô Châu và Tùng Giang lên đến hơn 3 triệu người. Lứa cứu tế đã phân phát hết ra mà không đủ. Nhân đó, Chu Thầm lại nỗ lực suy nghĩ, tìm cách làm sao để tích trữ dự phòng được nhiều lương thực hơn nữa. Xét lại trước đó, các phủ khi thu lương thực vào mùa lúa chín đều giao cho bọn lý trưởng ở các hương thôn. Đa phần họ chỉ thu lương thực từ dân thường, không thu của những người có chức sắc trong làng. Do đó, dân phải nộp nhiều hơn, khiến cho mỗi năm đều có rất nhiều người dân không đủ khả năng nộp thuế, phải bỏ trốn đi sinh sống nơi khác. Chu Thầm liền thay đổi phương thức. Ngay tại các phủ khắp nơi đều thiết lập những điểm thu lương thực, chọn người phụ trách từ việc thu vào cho đến vận chuyển về kho. Nông dân trực tiếp mang lúa thóc đến giao nộp tại các điểm thu, không còn thông qua bọn lý trưởng các hương thôn, nhờ đó giảm hẳn chi phí đến 1/3 so với trước kia. Ngoài ra, xem lại quy định trước đây thì hàng năm cả ba phủ đều phải vận chuyển 1 triệu thạch lương thực về kho ở Nam Kinh, sau đó dùng vào việc chi phí cũng như lương bổng hàng tháng cho quân binh quan chức tại Bắc Kinh. Như vậy, chi phí cho việc vận chuyển lương thực qua lại tính ra mỗi thạch lúa phải mất đến 6 đấu. Mỗi thạch bằng 10 đấu. Nếu tính toán ở đây là đúng thì chi phí vận chuyển và hao hụt lên đến 60% là quá lớn. Chu Thầm liền mời các ông Hứa Chung, Nhân Dân đến cùng họp bàn, nói rằng quan chức tại Bắc Kinh nhận lương bổng sở phí đến từ Nam Kinh, tại sao không thể để ở đây mà tự cung cấp? Nếu để lương thực tại đây mà dùng vào việc cung cấp thì khỏi phải nhọc sức dân, lại còn giảm được chi phí đến 600.000 thạch lúa, có thể đưa nhập vào kho lúa cứu tế cho nông dân, giúp dân thoát được hoạn nạn. Các ông Hứa Chung, Nhân Dân đều khen là ý kiến hay. Chu Thầm lập tức dâng biểu lên triều đình xin chuẩn y thực hiện như vậy. Riêng tại phủ Tô Châu, trước đó đã thu được 400.000 thạch lúa, cộng thêm số lúa mua vào lúc dân được mùa, lên đến hơn 600.000 thạch. Chu Thầm lệnh rằng, lúa ấy không chỉ dùng riêng cho việc cứu tế nông dân, trong việc thu và vận chuyển lương thực, nếu có xảy ra thất thoát, thiếu sót, thì có thể tạm mượn từ kho ấy mà điều tiết vào để giao nộp cho đủ số. Đến mùa lúa chín, lại y số đó mà trả lại vào kho công. Trong những trường hợp nông dân phải tu sửa đê điều, khai thông kinh rạch, dẫn nước tưới tiêu, thì có thể căn cứ vào số nhân khẩu của từng hộ mà cấp phát lương thực. Triều đình phê chuẩn y theo tất cả những kiến nghị của Chu Thầm. Năm sau, Giang Nam lại bị hạn hán lần nữa. Chu Thầm lệnh cho tất cả các quận đồng loạt mở kho lúa cứu tế cấp phát cho dân. Nhờ đó, tuy đồng ruộng không thu được lúa mà nông dân không phải chịu cảnh đói thiếu, trước sau cứu sống đến hơn triệu mạng người. Vào năm đầu niên hiệu chính thống, tức năm 1436, niên hiệu chính thống là vào đời vua Minh Anh Tông, kéo dài từ năm 1436 đến năm 1449. Chu Thầm đặc biệt thẩm tra kiểm định việc quản lý ruộng đất cũng như tiêu chuẩn thu giao lương thực dùng Nam Kinh. Riêng một phủ Tô Châu phát hiện việc thu lương thực vào kho trong mùa lúa chín đã giảm đến hơn 800.000 thạch so với quy định. Các địa phương khác cũng đều có sai biệt thất thoát. Dùng Tô Châu, Tùng Giang, trong khoảng 300 năm trở lại đây, số quan chức có thể ban ân trạch đến cho muôn dân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó phải thừa nhận Chu Thầm là bậc nhất. Dù vậy, Chu Thầm không tự hài lòng với những gì đã làm được, thường đối xử hòa nhã, gần gũi với mọi người. Bản tính ông ưa thích việc bố thí giúp người. Mỗi khi chư vị tăng ni các nơi có việc tu sửa, kiến tạo chùa chiền, tự viện hay tô đắp tượng Phật đều tìm đến ông quyên góp. Ông chưa một lần từ năn,
thậm chí có nhiều khi quyên góp nhiều hơn cả số mà người ta mong đợi. Dù vậy, tiền tài chi dụng của ông vẫn thường luôn được sung túc. Người Giang Nam trong hơn 20 năm xem ông như vị cứu tinh giúp đỡ muôn dân. Người dân được sống trong địa phương do ông cai quản thật may mắn biết bao. Đế quân ban sắc thư. Dùng Giang Tô ở huyện Thái Dương có Hoàng Kiến An, tên quý là Lập Đức. Ông nhìn thấy nhân dân hai địa phương là Tô Châu và Tùng Giang phải khốn khổ rất nhiều vì sưu thuế quá nặng, nên ngày ngày buồn khổ, lo nghĩ không yên. Một buổi sáng, ông đều thức dậy sớm lễ Phật, sau đó hướng lên trời cao mà cầu khấn, nguyện cho nhân dân hai quận này sớm thoát nạn sưu cao thuế nặng. Ông cũng đem nguyện vọng viết đầy đủ thành văn bản gửi lên quan nha đương thời. Không một phương cách nào còn có thể mà không cố sức làm. Mọi người thấy ông như vậy đều cười nhạo. Và mùa thu năm Canh Dần, Hoàng Kiến An ngã bệnh. Sang mùa đông, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Đến ngày cuối tháng 11 thì Kiến An đã bỏ ăn, bỏ uống trong nhiều ngày rồi. Đêm đó, vào khoảng canh năm, Kiến An hốt nhiên bỗng thấy đế quân truyền ông đến dưới điện mà dạy rằng số mạng của ông lẽ ra đã giết rồi, nhưng nhờ ông một lòng cầu mong việc giảm sưu thuế cho dân, nên nay tuổi thọ được kéo dài thêm. Nói rồi truyền cho một đạo sắc thư. Kiến An đọc lại 3 lần thì nhớ hết. Kiến An khi ấy bỗng giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn thấy thân đang nằm trên giường bệnh, nhưng tinh thần tự nhiên sảng khoái mạnh mẽ. Cơn bệnh vừa qua bỗng như đã hoàn toàn tiêu tan hết. Kiến An lập tức dùng dậy rửa tay rửa mặt, thắp đèn lên, lấy nghiên mực ra mài, rồi cầm bút viết. Lúc ấy người em gái Kiến An là Hoàng Tiết Mẫu vừa qua đời, người trong nhà đều theo đưa tang, chỉ còn duy nhất một bà cụ già giúp việc ở lại giữ nhà. Bà cụ nhìn thấy ông chủ nhà từ cả tháng qua nằm liệt trên giường bệnh, giờ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn trước bàn, thắp đèn cầm bút viết, không khỏi một phen kinh ngạc đến sững người. Sáng hôm sau, có người em họ của Kiến An là Quách Nhĩ Tiên cùng đi với Khổng Nhĩ Trung đến thăm bệnh. Nhìn thấy Kiến An hốt nhiên khỏe mạnh thì hết sức kinh hãi. Sau đó, Kiến An lại ngồi kiều đến nhà của em gái để dự đám tang, cùng ngồi vào bàn thù tạc với quan khách bằng hữu. Trên đường đi phải trải qua nhiều nơi vất vả, nhưng ông không một chút gì tỏ ra mệt mỏi, mà việc ăn uống cũng hoàn toàn bình thường như trước đây. Những người biết chuyện ai nấy đều cho là một chuyện tốt đẹp lạ lùng đáng nói. Đến năm 77 tuổi, Hoàng Kiến An dứt bỏ hết mọi việc thế tục, chuyên tâm ăn chay niệm Phật, học hỏi kinh điển trong nhiều năm nữa, về sau không bệnh, an nhiên qua đời. Lời bàn: đọc qua bản báo cáo của đế quân, đại ý dạy rằng xét trường hợp của Hoàng Lập Đức bất quá chỉ là một kẻ thứ dân đơn độc, lại đang lúc tuổi già bóng xế, nhưng phát tâm muốn giải cứu mối nguy khốn đã tích lũy từ 300 năm qua, thề nguyện mong cầu sự lợi lạc cho hàng vạn hộ dân cùng khổ. Khác nào như đem sức con phù du muốn lay động núi cao. Nguyên bản dùng Thái Hoa để chỉ Thái Sơn và Hoa Sơn, hai ngọn núi lớn. Như chim tinh vệ muốn lấp đầy biển lớn. Theo truyền thuyết thì con gái vua Diêm Đế bị chết đuối ở biển Đông, hóa thành loài chim tinh vệ ngày ngày bay đến núi Tây ngậm đá tha về muốn lấp cho đầy biển. Tuy nhiên, muốn đắp thành gò cao buôn trường cũng phải dựa vào từng sọt đất nhỏ, kiên trì quyết sẽ thành công. Đạo lớn của trời đất quan trọng ở sự chí thành không gián đoạn, ắt làm nên công hạnh của bậc thánh hiền. Chỉ tiến lên mà không thối chí, phải nên gắng sức kiên trì, đừng để thối thất chỗ phát tâm ban đầu. Xét kỹ thì hiểu rằng việc sưu thuế nặng nề có thể giảm được hay không cũng là do sức người tác động. Nhưng giống như việc leo núi, muốn thành tựu thì mỗi người đều phải tự nỗ lực, chẳng ai có thể thay cho người khác được. Thank you.
No.